Hello, A Tuân xin chào tất cả mọi người nhé. Đấy, địa điểm tiếp theo của mình hôm nay sẽ là cầu Bái Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh nhé. Mình sẽ đưa mọi người đi thăm cây cầu nổi tiếng ở Quảng Ninh nhé. Đấy, em sẽ di chuyển đi lên cầu để quay cho mọi người xem nhé. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa? Đấy, bắt đầu em di chuyển vào cầu. Về cái lịch sử thành cây cầu này em cũng giới thiệu cho mọi người một chút nhé. Cây cầu này thì được xây dựng, khởi công xây dựng vào ngày 18 tháng 5 năm 2013, hoàn thành xong công công viên đưa vào sử dụng ngày 2 tháng 12 năm 2006 nha mọi người nhé. Một ngày gần 3 năm nha mọi người nhé. Em sẽ quay cho chúng ta tới cầu nha mọi người nhé. Đây, nhìn tranh như này, nhìn như này nhé. Tí nữa mình đi qua mặt cầu thấy đâu nhé. Đấy, tổng quan cây cầu này về đặc điểm của nó thì là cây cầu này có chiều dài là 903 mét, diện tích mặt cầu chính là 135 mét này. Đấy, còn chiều cao là 50 mét nha mọi người nhé. Đấy, rất là hoành tráng luôn. Còn cái không gian mà dưới gầm cầu ấy, đấy là diện tích cái mặt nước này là 140 mét. Đấy, thoải mái đấy, tàu bè đi lại. Đấy, giờ em đã di chuyển sang cái vị trí bên cầu bên này nhá mọi người. Mọi người nhìn đây. Đấy, nhìn tổng thể cây cầu này. Đấy, rất là to và hoành tráng. Mọi người nhìn cái mật độ xe đi lại này. Đấy, nhìn cái mật độ của cái cầu chưa. Đấy, mình lại gần nhìn mới thấy hoành tráng này. Đấy. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa. Đấy. Em đang đứng ở cái góc quay là ngay trên cầu nhé. Quá đẹp. Đấy, còn di chuyển về phía bên này là đi sang Bạch Ngai nhá, là về Cao Bằng mình cũng qua đây luôn. Đường này nó gần qua Mông Dương là Lộc Bình đến Lạng Sơn đến quê mình, nhưng mà gần, đường này rất là gần luôn. Em nói chung là quay cũng chưa được đẹp lắm, nhưng mà em sẽ cố gắng chia sẻ cái góc quay mà tận tục nhất người nhá. Đấy, có một con đường nhá dẫn xuống gầm cầu nhá. Đấy, mình sẽ đi xuống cái khu vực gầm cầu kia để xem cái ở dưới nó kết cấu như thế nào nhá mọi người nhá. Mọi người nhìn thấy hai cái cột nó khủng chưa? Đấy. Đấy, bên kia là Bái Cháy nha mọi người nhé. Đấy, Bái Cháy với Hòn Gai thì được ngăn cách nhau cái eo biển này này. Đấy, nó chia ra làm hai cái vịnh luôn, vịnh Cửa Lục bên này nhé. Đấy, còn bên này là nằm trong bên vịnh Hạ Long. Đấy. Đấy, mọi người nhìn này. Đấy, tàu bè này. Đấy, đi lại tấp nập luôn đấy. Đấy, mình đang ở dưới gầm cầu nhá mọi người nhìn đây, nhìn thấy cái cấu của nó này, quá hoành tráng luôn nha. Đấy, bên đường dưới kia là đường bao đấy. Ở Hạ Long này có những cái con đường bao biển rất là đẹp. Nói chung là đây, về kết cấu đường thì không chê vào đâu được. Đấy, bên kia là đấy, khu khách sạn nhà nghỉ Bái Cháy này. Đấy, nhìn xa vậy thôi nha, nhìn lại gần này cũng rất là hoành tráng mọi người. Đấy, còn
xa xa kia. Đấy. Đấy là các nhà máy công ty này. Đấy. Từ đây đi vào cái cây cầu tình yêu mà hôm trước mình quay cho mọi người xem ấy là rất xa, nhìn thấy gầm cầu chưa? Đấy, cái mức độ khủng của nó là đây, hai cây cột quá hoành tráng. Đấy. Đây mình zoom lại cái này cho mọi người xem một tí nha. Đấy, đây cái là cái nhà của mấy bác bảo vệ cầu nhá. Đấy, ở đây này, đi lên này. Đấy, kiểu chắc lên thang máy đấy. Có một cái nhà ở ngay giữa cầu ấy. Đấy. Đấy, thôi giờ em lại di chuyển lên thôi nha mọi người nhá. Đây, giờ em lại di chuyển lên thôi. Lại một lần nữa này, cái cây cầu này. Đấy. Cây cầu này cái thời điểm mà mình xây dựng ấy là nó cũng lọt vào top của thế giới đấy mọi người ạ. Đấy, theo em tìm hiểu là nằm vào top 5 đấy. Đấy là cây cầu nó được xây dựng kiểu này ấy. Kiểu này là lớn thứ 5 thế giới đấy. Đấy. Đấy, phải nói là Việt Nam mình cũng có những cái công trình mang tầm cỡ thế giới, không phải đơn giản đâu. Đấy. Đấy, bây giờ em sẽ di chuyển lên kia, sang bên cầu kia nhá, xem nếu mà có cái không gian mở mà mình quay được ấy, thì em sẽ quay cho mọi người xem từ một góc nhìn khác nha mọi người nha. Đấy, mình đang di chuyển đến cái vị trí tiếp theo nha mọi người nha. Đây, mình đi vào, mình đi lên theo con đường này thì nhìn thấy một cái vị trí khá là đẹp nha. Mình cũng không biết là cái chỗ này là cái gì. Đấy, mình sẽ vào đây. Mình sẽ vào đây xem trong này nó là cái gì. Đấy, mình sẽ quay cho mọi người xem nhá. Đây. Đây, có những cái cây cảnh khá là đẹp nha mọi người nhá. Đấy. Trong này không biết là cái không gian gì đây. Là một cái di tích gì đấy. Ngay gần cầu Bái Cháy nha mọi người nhá. Đấy, mình sẽ đi từ phía bên này vào. Ồ, trên này đẹp phết đấy chứ mọi người. Đấy, cái này cái gì mình cũng không biết này. Đấy, để mình đi xa đằng trước xem nó có ghi cái chỉ dẫn gì không. Đấy, còn cái góc này là cũng nhìn sang cái bên phía Hòn Gai. Đấy, nhưng mà nó nhìn từ trên cao hơn thôi, không có gì máy đâu. Đấy. À, đây là một cái nhà. Không biết là cái gì luôn, rất là lạ. Đấy, đằng trước này có mấy cây cảnh khá là to. Cái này không biết là cây gì, không có ai để hỏi cơ. Đây, đây này, đây mình đã di chuyển lên thêm cao một chút để nhìn xuống tàu Bái Cháy nhá. Đấy, mọi người nhìn thấy đẹp không? Cũng là cái
góc quay đấy, nhưng mà mình đi lên cao một chút để mình quay xem có nhìn được tổng thể toàn cây cầu không. Nhưng mà khả năng không, khả năng là phải lên cao nữa mọi người. Đấy. Đấy, ở đây có những cái cây cảnh cổ thụ khá là to này. Đấy, mọi người nhìn đây. Rất đẹp nha mọi người nhá. Đấy. Thế này. Đấy, mình không biết là cái nhà gì đây. Nhìn trái tim này. Đấy. Có mấy con quay cái nhà ấy, nhìn như kiểu là người gì mình cũng không biết nữa. Đấy. Đó là nếu mà có ai ở đây mình hỏi tí tốt ai. Đấy. Nhìn cây cảnh. Đây này, cây xanh này là mình biết này. Đấy, còn cây này chắc là cây bồ đề. Theo mình đoán thì là cây bồ đề đấy. Đấy. Nhìn xuống đây góc này này. Đấy. Nó ấy hơn một tí nhá. Đấy, nhìn đây. Đấy. Đẹp không? Quá là đẹp. Ai đi du lịch anh lên đây check in này, chụp ảnh mê ly luôn đấy mọi người ạ. Đấy, giờ em sẽ di chuyển ra góc bên này. Đấy, cây xanh này. Đấy, cây này cây xanh nha mọi người nhé. Cây xanh. Còn cây này là cây đa nha mọi người nhé. Mình mới nhìn thấy cái tên cây đa chứ không phải cây bồ đề nhá mọi người nhá. Cây đa, cái chùm rễ của nó khá là phát triển đấy chứ. Đấy, nhìn như kiểu mấy con ma ấy, nhìn. À không phải, đây là cái này, cái gì đây? Đấy, nhìn góc này đang là góc này mọi người này. Là một cái di tích gì đấy mình cũng không biết, chưa tìm hiểu. Đấy nha, đây nha. Đấy, cái góc này nhìn tổng thể cây cầu nha mọi người nhá. Đấy, nhìn rất đẹp luôn này. Đấy. Đấy, phải nói là đấy, làm được cây cầu này quá là tuyệt vời. Mọi người nhìn thấy cái lưu lượng xe đi lại chưa? Đấy, thế này mà có mà đi phà đi thiếc thì khi nào? Lâu lắm. Đấy, mọi người nhìn. Đấy, đây nha, mọi người nhìn đây. Đấy, trên kia là có mình nhìn thấy cái anh công nhân mỏ, khả năng là cái này cái mô hình mỏ mọi người ạ. Đấy. Đấy, khu săn gua này, khu vui chơi. Đấy. Đấy, nhìn đẹp không? Đấy, quá là đẹp nhá. Những cái địa điểm này là ngay sát cầu Bái Cháy nha mọi người nhá. Đấy. Ngay sát chân cầu Bái Cháy thôi. Đấy, mọi người có dịp thì nhớ ghé chơi để chụp ảnh check in, rất là đẹp luôn mọi người ạ. Đấy. Cái này mình cũng chưa thấy cái biển chỉ dẫn gì nhá, nhưng mà nhìn thấy cái ông anh công nhân mỏ nhá, tượng anh công nhân mỏ, thế là mình đoán ra là cái này là cái kiểu như là mô hình cái hầm lò. Bây giờ mình sẽ di chuyển đi thôi.
Đây, đi qua khu vực bên này thôi. Đây là cái đa nha mọi người nha. Cái đa này. Đây, hỏi mẹ hai bé kia xem chỗ này là cái gì. Cây gừa. Cây gừa này mọi người này, cây gừa nhé. Bé bé cho chú hỏi cái này là cái gì nhỉ? Hả? Không biết cái gì luôn à? Là cái hầm lò đúng không? Anh nhìn rất là lạ nhưng mà không biết là cái gì. Hỏi hai cháu mà hai cháu cũng không biết là cái gì luôn. Xa xa kia có hai mỹ nhân đang check in nha mọi người nhé. Check in từ nãy giờ. Từ lúc ấy mình đi trên cầu là mình đã thấy rồi nhé. Đấy, mình tranh thủ đi quay cho mọi người xem thôi. Vậy thôi. Xem những cái góc quay chân thực như vậy thôi. Đó. Đấy, giờ em sẽ di chuyển sang một vị trí khác nha mọi người nhé. Nếu mà còn tiếp tục quay nữa thì em sẽ quay, còn nếu không thì em cũng đi về luôn. Đấy. Đấy, giờ em đã di chuyển đến một cái vị trí khác nha, gần cầu Bãi Cháy nha mọi người nhé. Đây là cái vị trí ở phía dưới mé bên dưới của cầu nhé mọi người nhá. Đấy, em đang ở đầu cầu bên này này, để xe của em đây này mọi người. Đấy, đầu cầu có một cây xanh rất là to, tán to nhá, cây nó trồng luôn. Đấy, mọi người đây, đấy phía bên dưới nhá, đấy cầu Bãi Cháy nhá mọi người nhá. Đấy, vị trí này thì em cũng khá là xa như vậy, không lắm mọi người. Mà chắc chỉ từ đấy quay được thôi, tại vì nếu mà mình đi lên trên cầu thì tầm này thì người ta di chuyển qua lại rất là đông, là vướng víu mọi người ạ. Đấy. Đấy, 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 có cái tòa nhà cao này này, đấy, bây giờ em đã đứng ở gần cái vị trí nhà cao này hơn, đấy, mọi người nhìn nhá, đấy. Đấy. Đấy, nhìn xa xa này thì nó cũng không được rõ như bên mặt trên của cầu nhé mọi người nhé. Đấy, nhìn ở trên kia thì nó nhìn cái độ của nó thì nó nhìn rõ hơn. Đấy, bây giờ mình nhìn từ xa thôi mọi người. Đấy nhé mọi người nhé. Đấy, đấy còn vị trí của em đang đứng này. Đấy, mọi người thấy chưa? Đấy, đang đứng ở ngay gần đường cầu dẫn lên cầu này. Ở đây có một cái bãi cỏ công viên nhỏ nhỏ ở đây lên cầu này. Đây, đây xe ở đây này. Đây là tổng thể không gian của cái cầu Bãi Cháy nhé. Đấy, hôm nay thì em cũng tranh thủ đi quay để mọi người trải nghiệm này. Đấy, em qua cái cầu Bãi Cháy một chút đấy. Vì là góc quay cũng chưa hết được đấy. Đấy, cái cầu này đấy, nhưng mà mọi người cũng có thể hình dung ra nó như thế nào đấy. Thì đấy, em cũng xin phép được chào mọi người ở đây nhá. Đấy, đấy mọi người có yêu quý em thì ủng hộ
chia sẻ đăng ký cho em nha mọi người nha. Đấy, em sẽ cố gắng cải thiện cái trình độ quay để quay những cái thước phim video để chia sẻ cho mọi người nhé. Đấy. Đấy, em xin chào mọi người ạ, một ngày vui vẻ nhé.